Có rất nhiều anh em hỏi mình là có cái dòng laptop nào màn hình nhỏ gọn nhất không? Có dòng laptop nào màn hình tầm 10 inch, 11 inch hay không? Thì không có các bạn nhé. Tức là mình không có, nhưng mà thực tế thì ở trên thị trường vẫn có một vài cái mẫu, như kiểu là cái mẫu tách rời bàn phím ấy. Đó, giống như cái mẫu hôm trước mình có review cho anh em là mẫu 7275 các thứ. Thì những cái mẫu đấy nó sẽ có kích thước rơi khoảng tầm 12.5 inch. Kích thước đấy thì đối với cá nhân mình thấy là nó vừa vặn. Chứ còn nếu mà 10 inch hay là 8 inch thì nó nhỏ quá, các bạn nên mua iPad cho rồi. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu máy chỉ với hơn 4 đồng thôi, hơn 4 triệu đồng là anh em đã có thể sở hữu được một con máy màn hình nhỏ nhất, dành cho những bạn nào chỉ thích là một chiếc laptop có thể gõ được với có một cái màn hình thôi. Đó chính là chiếc Dell Latitude 7270. Hãy cùng mình đánh giá trong video này nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là ML đây. Nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu những cái dòng laptop Ultrabook, laptop gaming, workstation thì các bạn có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả và ghi comment. Laptop Thịnh Vượng đang có chương trình ưu đãi giảm giá 200.000 đồng cho tân sinh viên khi mua máy trong link ở phía dưới phần video này. Ok, bây giờ thì quay trở lại với chủ đề chính nhé. Chiếc Latitude 7270 này thì đối với cá nhân mình, nếu mà mình sử dụng thì thấy nó bé, nó khá là bé. Còn đối với nhiều bạn, khi mà các bạn đã thích rồi và các bạn chỉ cần một chiếc máy để phục vụ cái nhu cầu làm việc xong thì các bạn di chuyển nhiều thôi, thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn tốt. Với tổng thể thiết kế của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là vỏ Mache các bạn nhé. Vỏ Mache rất là chắc chắn. Vỏ Mache thì chắc là mình không cần nói nhiều nữa rồi. Nó đạt độ bền tiêu chuẩn của đội Mỹ mà. Khi mà cầm nắm thì cũng khá là chắc này. Và cái hiện tượng flake thì cũng ít xảy ra khi mình ấn vào những cái vùng này. Toàn bộ thân máy thì sẽ được sơn là màu đen nhám, còn cái phần bản lề sẽ được sơn màu bạc. Đây là cái phần bản lề nhôm anh em nhé. Bản lề nhôm thì nó sẽ chắc chắn hơn những cái bản lề như kiểu bản lề nhựa khi mà anh em sử dụng. Và khi mà anh em cầm trên tay chiếc máy này thì cảm thấy nó cực kỳ nhẹ luôn. Đó, nó chỉ 1,26kg. 1,26kg thì mình thấy là nó không nặng và nó cũng không quá nhẹ. Nó ở mức ổn và các bạn có thể cầm đi mọi nơi. Nếu mà nó nhẹ quá thì thật sự là cầm nó không được đầm tay lắm và cảm giác không thích lắm. Còn nặng quá thì chắc chắn rồi, cầm sẽ mỏi tay. Nhưng mà một chiếc máy 12.5 inch như thế này, nếu mà so sánh với những chiếc IPS hay là chiếc ThinkPad i1 Carbon thì nó sẽ nặng hơn một chút. Còn ở trong cái phân khúc giá tầm 4 triệu đồng thì anh em sẽ không thể tìm được con máy nào có cái trọng lượng như vậy và với cái cấu hình như thế này đâu. Ok, thiết kế thì nó không có gì quá đặc biệt, nó khá giống với những cái dòng Dell Latitude 7480 nếu như anh em đã từng trải nghiệm qua. Đó, ở phía dưới thì vẫn sẽ có những cái đế cao su để chống trơn trượt này và sẽ có cái lỗ hút gió thông hơi với một cái dock ở đây. Cái dock này thì hơi vô dụng. Đó. Ok, tiếp theo là về cổng kết nối của máy nhé. Cổng kết nối thì bởi vì là chiếc máy này nó vẫn sẽ hơi dày một chút, vậy nên sẽ có đầy đủ tất cả những cái cổng kết nối cơ bản luôn. Anh em vẫn sẽ cắm được là máy chiếu này, máy in này, đó, cắm được máy in nữa nha. Ok. Và hai cổng USB-A để cắm chuột hay là bàn phím, cổng sạc sẽ được đặt ở mặt sau. Đặc biệt là có cả cổng mạng LAN cho anh em download dữ liệu luôn. Anh em cắm vào một cái là download dữ liệu nhanh hơn rất nhiều. Ở phía bên cạnh phải sẽ có một cái khe SIM 4G này. Anh em lắp SIM vào đây, lắp thêm một cái cạc quang thì mới sử dụng được cái SIM này nhé. Và sẽ có một cái cổng USB-A nữa, một khe thẻ SD để anh em cắm máy cắm thẻ máy ảnh. Sorry anh em. Đó, anh em ấn vào là nó sẽ mở ra thôi. Và một chiếc tai nghe kiểu micro 3.5mm, cái này thì không thể thiếu rồi. Ở phía bên cạnh trái thì sẽ không có gì cả, chỉ có một cái khe khóa Kingston với lại một cái khe xả gió. Xả gió ở đây thì khá là tiện bởi vì là thường thường mình sẽ để tay ở đây đúng không, nó sẽ không bị nóng tay của mình. Để tay bên phải đây này, để di chuột thì sẽ không có lỗ xả gió ở đây mà chỉ có những cái cổng kết nối thôi. Về cơ bản thì nó hơn những chiếc tablet ở cái chỗ là nó có đầy đủ tất cả những cái cổng kết nối mà các bạn có thể sử dụng đến. Điển hình như là HDMI chẳng hạn, các bạn vẫn có thể mang chiếc máy này đi trình chiếu, mang lên lớp học để mà chiếu video slide lên bài giảng các thứ để các bạn thuyết trình đúng không nào. Ok, còn về màn hình của máy thì sao? Về màn hình của máy thì chắc chắn rồi, nó rất nhỏ gọn. Nhưng mà với một cái
viền màn hình nó khá là dày nên mình cũng không có đánh giá quá cao. Nhìn nó trông giống với một chiếc laptop màn hình 13.3 inch hơn là 12 inch, bởi vì bốn cái viền này nó khá là dày. Chắc chắn mình phải chấp nhận cái điều đấy rồi, bởi vì đây là một chiếc laptop. Còn nếu như những chiếc tablet ở trong cái tầm giá từ 5 đến 6 triệu ấy, thì nó sẽ có cái viền mỏng, nhưng mà anh em lại phải mua thêm một cái bàn phím rời, hoặc là anh em mà gắn bàn phím gắn ra gắn vào thì nó dễ hỏng hơn. Đó, viền màn hình rời. Còn về tổng thể cái màn hình này thì nhìn nó vẫn khá là sắc nét, mặc dù chỉ là màn HD thôi, nhưng mà khi mà mình nhìn vào thì nó vẫn cho mình cái hình ảnh nó khá sắc nét, bởi vì là đây là màn hình 12 inch thôi, nó không giống như những con màn hình 15.6 inch thì nếu mà nhìn màn HD nó hơi rỗ rỗ một tí. Còn độ sáng thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 250 nit thôi, không có cao, nó vẫn đủ để anh em nhìn thấy nội dung rõ ràng. Dĩ nhiên là anh em vẫn sẽ có webcam này và micro đàm thoại, micro chống ồn để video call hay là tham gia những cái cuộc họp. Ở dưới này là logo Dell. Ok, kế tiếp là về bàn phím của máy thì cái dòng Latitude 7270 này, 7280 hay là những cái dòng Latitude khác ấy sẽ có cái kiểu thiết kế bàn phím nó tựa tựa nhau và phím nó sẽ hơi cong xuống một chút, thì các bạn gõ thì nó sẽ ôm sát cái tay mình hơn này, và phím rất là nảy anh em nhá. Đó, phím cực kỳ nảy luôn, có cả đèn nền bàn phím 3 cấp độ để anh em làm việc ban đêm, soạn thảo nó dễ dàng. Và chiếc máy này thì khi mà mình sử dụng bàn phím thì mình cũng khá là quen, bởi vì cá nhân mình cũng đang dùng một con 7240. Bàn phím thì nó không giống quá, nhưng mà về cái kích thước phím thì nó gần gần như nhau. Đó, nó vừa phải, nút nguồn sẽ được đặt ở phía bên phải này. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà mình chưa chia sẻ, đó chính là chiếc máy này có thể gập được 180 độ anh em nhá. Đó, gập 180 độ, bản lề thì rất chắc này, hệ thống flex gần như là cực kỳ ít luôn. Còn về touch pad của máy thì nó sẽ không được mượt như là những chiếc XPS hay là những chiếc Inspiron, thậm chí là những chiếc Dell Latitude vỏ nhôm, nó sẽ mượt mà hơn. Và chiếc touch pad này thì chỉ dùng được ở mức gọi là cơ bản thôi. Mình thì đánh giá 6/10 cái touch pad này, nếu như XPS là 10 điểm. Đó, khi mà anh em trải nghiệm thì anh em vẫn có thể sử dụng cái touch pad này để lướt web, xem phim hay là trình chiếu slide các kiểu. Còn nếu như mà anh em sử dụng để mà làm những cái chi tiết nó nhỏ hơn, ví dụ anh em có vẽ Photoshop ở trên này chẳng hạn, thì anh em nên dùng một con chuột ngoài sẽ hợp lý hơn. Chuột trái phải nó vẫn phản hồi khá là tốt. Nói chung thì touchpad này ở mức dùng ổn thôi. Chiếu nghỉ tay cũng khá là rộng nha. Đó, nếu mà tay nhỏ như mình thì đủ độ để đặt cả cái bàn tay này vào để kê. Ok, đấy là tất cả những cái gì ở phía bên ngoài cũng như là về màn hình của máy. Còn cấu hình của máy thì sao? Tầm bỏ ra hơn 4 triệu đồng thì anh em sẽ có về cái gì? Anh em sẽ có một con chip là Intel Core i5 thế hệ thứ 6 6300U, và cái dung lượng RAM sẽ là 8GB, ổ cứng là SSD 256 nhé, SSD nhé, ổ cứng tốc độ cao chứ không phải là ổ HDD đâu. Vậy nên anh em đừng lo là anh em sử dụng máy nó sẽ bị chậm, bởi vì cái ổ cứng SSD chứa dữ liệu nó nhanh hơn khá là nhiều so với cái ổ HDD để cũ rồi. Cái phiên bản Latitude 7270 này thì nó sẽ bằng với cấu hình của con Latitude 7480, tuy nhiên thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 300.000 đồng. Đó, khoảng 300.000 đồng. Tức là anh em thích màn hình 14 inch thì chọn 7480, anh em thích màn hình 12 inch thì chọn 7270. Và sau cái video này mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết giữa hai mẫu máy đó, anh em có thể đăng ký để theo dõi nhé. Cái tốc độ cơ bản của con chip này thì nó là 2.4GHz đó, với 4x8 luồng, và chúng ta sẽ có là 8GB RAM. Anh em vẫn có thể nâng cấp được RAM nếu như nó không đủ, và sẽ có một con card on là UHD Graphics 520. Thì cái bản card on này nó vẫn có thể dùng được để mà làm những tác vụ thông thường một cách thoải mái. Đó, màn hình thì sẽ là HD. Tổng thể thiết kế chiếc máy này thì đối với mình thì nó khá là ổn, và để bỏ ra 4 triệu đồng lựa chọn một cái phiên bản màn hình 12.5 inch thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn cho các bạn hợp lý với túi tiền và với cái cấu hình mà nó mang lại. i5-6300 thì bây giờ mặc dù là nó đã cũ rồi, nhưng mà cái hiệu năng của nó vẫn đang khá là ổn để mà các bạn làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản hay là học tập. Ok, đó là tất cả những gì có ở trên chiếc Dell Latitude 7270, một chiếc laptop có màn hình nhỏ nhất
12.5 inch mà mình trên tay đánh giá cho anh em. Còn rất nhiều những chiếc máy 10, 11 inch nhé, nhưng mà mình không có đánh giá cho anh em nhé. Ok, tránh tình trạng là anh em hiểu nhầm. Nếu như anh em muốn tìm những chiếc máy 10, 11 inch ấy, thì mình nghĩ rằng là nên mua tablet cho rồi. Ok, và nếu như anh em mua máy ở trong video này, mình vẫn phải nhắc lại, Tân Sinh Viên sẽ giảm trực tiếp 200.000 đồng. Có bất kỳ câu hỏi gì hay anh em góp ý gì, anh em cứ để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.